Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Clip hôm nay thì mình sẽ làm clip review cho các bạn xem chiếc đĩa VCD gốc album của nhóm Nhật Thực. Nhóm này thì có anh Hùng Thuận nha các bạn. Thời điểm anh tham gia nhóm nhạc này trước khi nhóm MBK. Đây, MBK trên tay mình đây. Mình hãy xem nha. Nhóm nhạc này thì không có thành công bằng MBK. Các bạn hãy xem, tên cùng được biểu diễn. Mình sẽ mở lấy chiếc đĩa ở bên trong cho các bạn xem nha. Album này thì không có bút lì thì kèm nha các bạn, nhưng mà được cái bìa hộp rất là cứng, mà tiếc cái là VCD lòng xanh nha, nhưng mà vẫn còn xem được. Đây, các bạn hãy xem phong trào hip hop từ xưa các bạn. Và mình sẽ review thêm cho các bạn xem những chiếc đĩa của những ca sĩ khác thời điểm ngày xưa, nhưng mà cũng không được nổi tiếng nha các bạn. Đây, ca sĩ Nguyễn Hải. Album này của Trung tâm Âm nhạc Trẻ sản xuất. Trong thì cũng có một đĩa CD và VCD. Quà tặng VCD lòng xanh nha các bạn. Đây, CD lòng trắng. Album này khá đơn giản các bạn, cũng không có bút liền. Đây là chiếc đĩa CD của ca sĩ Tuấn Phương. Bên trong cũng không có bút lì luôn, chỉ có một chiếc đĩa CD thôi. Này mình mua cả combo các bạn, mình sẽ review cho các bạn xem luôn trong một clip. Những bài nhạc như Từ Một Đêm nè các bạn, nghe cũng tạm được. Còn đây là chiếc đĩa DVD của anh ca sĩ Điền Ngân, đĩa do công ty Á Đông sản xuất nha các bạn. Đây bề mặt sau có chữ ký của anh ca sĩ Điền Ngân. Mình thì ngày xưa cũng không biết tới những ca sĩ này nữa. Con vòng ngày xưa, những bài nhạc này. Album cũng không có bút liền. DVD. Và rồi, mình cũng đã review xong cho các bạn xem những chiếc đĩa album của nhóm Nhật Thực là chính nha các bạn. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha. Các bạn nhớ nhấn vào chuông thông báo để những video sớm nhất từ mình. Chào các bạn.